Em rất vinh dự được đứng đây nghe mái trường trung học cơ sở Tam Giang thân thương này đại diện cho các bạn học sinh lớp 7A7. Chúng em bày tỏ những cảm xúc vui mừng trong ngày hôm trước ngày giáo 20/11 này trang trọng. Tháng 11 lại về mang cho con gió thêm nhiều nỗi ngô đang trên cánh ho đau tim mang cho ánh nắng dịu dàng trong trẻo cũng là lớp học sinh chúng em có được những lòng mình về những người thầy thầy cô trong nhà trường những người luôn tận tâm dạy dỗ chúng em. Có một ngày được phong phán tài xế, có một ngày cao quý nhất trong các ngày cao quý ấy là ngày giáo. Chẳng biết ai đã yêu quý gọi những người thầy giáo cô giáo là những người chèo đò. Chiều đoàn thầm lặng là sao cao đẹp quá, để cả một đời đầu đá đò, vui những chiếc trò sang sông, gặp đến điều tiêu thức, bền nhiệt nhất của một tấm lòng. Lặng xưa tháng tháng em trôi, con đò kể chuyện một thời đất xưa, là người chiều trắng nóng lơ, mặt cho buổi sống buổi trưa, chưa rơi nhiều. Thầm cô vẫn thế, nhìn ngày đón đưa từ chiếc đò qua sông, cô quả nắng mưa xuân gió, mà đâu hay, mái tóc đã ngã màu sơ pha vì bị phấn. Đau hai tháng năm đã hành sao trên khuôn mặt, thế mắt cô thầm. Như mái ấm thân thương này, chúng em được sáng tá thế giới diệu kỳ của chính phước nhân loại. Với tất cả lần sau đê, thầy cô đã mở ra cho chúng em nhân và những điều mới lạ, bổ ích và kỳ thú. Về ngọn lửa nhiệt huyết và lòng yêu thương, thầy cô đã giảng giải cho chúng em bao điều hay, chỉ phải giúp chúng em tiếp cận và lĩnh hội tri thức, khơi dậy cho chúng em những khát vọng khôn cùng. Với những học sinh chú em, các thầy cô giáo như là những người cha, người mẹ, người thứ hai, chăm lo, tự bảo cho chúng em hết học tập, sinh hoạt, cơ sở sao cho cả Tết, để cho chúng em biết hay như một cần hoa, chúc yêu tiên như một tháng thiên ca buổi sớm, chỉ cho chúng em biết giá trị như một lời chào, vẻ đẹp của nụ cười, sự ấm áp của tình yêu thương. Trong mắt học trò chúng em, chiếc bản đen, chiếc con trai, vừa là trí tuệ, vừa là chữ tâm, là đức độ của người thầy, những bài học là người quý giá ấy. Chúng em luôn khắc cốt ghi tâm, vì đó sẽ là hành trang cho chúng em suốt cả cuộc đời. Nhờ sự bảo ban, chăm sóc của thầy cô giáo, chúng em dần trưởng thành qua từng ngày, từng tháng. Chúng em thấu mơ cho tiếng cười rộn rã tạm biệt, hạnh phúc trong lời nói dịu dàng ấm áp của thầy cô. Với chúng em, mỗi ngày được học tập trên mái trường này thật sự là một ngày vui. Thầy cô ơi, chúng em muốn mình đưa vào được những ngày hồi hoa ảnh hay những đêm đông rất tốt. Trong tiếng lễ đất của công cùng, các thầy cô có nghiệp mà trên trang cho ấy, tìm ra những phương pháp thích hợp nhất để dạy cho chúng em những bài học làm người. Chúng em sẽ cảm ơn các thầy cô giáo, sao cũng xin lỗi thầy cô, vì chúng em biết, tâm hồn còn non nớt, thương ngay với những buộc dạy của con trẻ. Không biết bao lần chúng em đã làm thầy cô phiền lòng, và cũng đã bao lần thầy cô đã tha thứ cho chúng em gần lần đau dung và tình yêu thương tha thiết. Cuối cùng, nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin thay mặt cho các bạn học sinh lớp toàn trường nói chung và các bạn học sinh lớp 7A7 nói riêng, kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và những cây cùi trên đồng sông mang ra cái sự được chào mừng là cao cả. Nhà giáo một nổi tiếng người xếp không Stee đã từng nói, dưới ánh mặt trời không có ngày nào cao quý hơn ngày lễ nhật. Vâng, thầy cô mãi mãi là những con người cao quý nhất, vĩ đại nhất trong cuộc đời của chúng em xin chân thành cảm ơn.